Rồi, xin chào tất cả anh em trên audio. Hôm nay tiếp tục cái Khôi sẽ giới thiệu tới anh em một bộ ghép rất là hay và rất là độc đáo nha. Toàn là những cái model đời cao và có cái giá trị sưu tầm nữa. Đầu tiên là con Omni Trio. Con này là model khá lớn, Trio KA9300. Thì chia sẻ với anh em, ở Việt Nam thì con này cũng được gọi là model lớn. Tại vì có model là 9600 gì đó, nhưng mà con đó hiện tại ở Việt Nam chưa thấy ai bán, nên con này vẫn được gọi là hàng khủng long. Và thứ hai, Khôi ghép với cặp loa Hikit AS1348. Loa này bass 40, cặp bass nằm ở phía sau. Ở phía trước gồm có hai mic bánh bò và ba kép đôm diều hâu nha. Rất là hay. Thì bây giờ sẽ mời anh em cùng nghe thử nha. Trước tiên là anh em sẽ soi vào cái nội thất của con Omni khủng long này nha. Đây anh em, con này thì hồi đêm Khôi đã giới thiệu rồi. Còn bây giờ là chị quay lại sơ cho những anh em lần đầu xem clip thôi nha. Con này rất đẹp nha, rất đẹp. Zin nguyên bản nha, rất đẹp zin nguyên bản. Hàng được đấu mạng, ship từ Nhật về. Ngoài cái việc nghe thì nó còn có cái giá trị sưu tầm vì nó rất đẹp nha. Và cái cặp loa Hikit này thì cũng thông số cho anh em biết luôn. Đây là cặp loa lớn cũng trong cái dòng Hikit. Cặp này trùng series nha. Ngoài việc nghe thì nó còn có giá trị sưu tầm trưng bày nữa. Rất đẹp. Rồi, bây giờ sẽ mời anh em cùng nghe. Bay nó bay hơi ổn nha anh em. Nên gió mưa không còn, nên đường dài thật dài. Để gần nó thì sẽ không quay được hai cái, nhưng mà xa thì sợ anh em nghe không rõ.
rồi đấy qua cơn mê sông cạn lại thành dòng xuống.